Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 12 tháng 7 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,56%, hiện tại quay về vùng 2.400 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giao dịch ở mức 104,37 điểm, cũng trong xuống giảm nhẹ. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm, đứng ở mức 56.800 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,234% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng mạnh, giao dịch ở mức 83,43 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm trong phiên giao dịch chiều tối nay theo giờ Việt Nam, song hướng đến tuần tăng giá thứ ba liên tiếp trong bối cảnh số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến đã củng cố hy vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 9 năm nay. Số liệu công bố trong ngày hôm qua 11 tháng 7 cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ giảm và mức tăng tính theo năm là nhỏ nhất trong một năm, giúp Fed tiến gần hơn một bước tới việc cắt giảm lãi suất. Theo trưởng nhóm phân tích thị trường Tom Water của công ty giao dịch hàng hóa trực tuyến KGMJ cho biết, triển vọng lạm phát và bức tranh lãi suất đã dịch chuyển theo hướng có lợi cho vàng trong tuần này. Thị trường đang tiến gần hơn đến môi trường lãi suất thấp và vàng có khả năng sẽ thiết lập mức cao kỷ lục mới trước khi mà kết thúc năm. Theo công cụ theo dõi Fed, FedWatch Tool của Simmer cho thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 năm nay đã tăng lên mức 93% so với mức 70% trước khi mà dữ liệu này được công bố. Theo Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly trong ngày 11 tháng 7, dự báo sức ép giá cả và thị trường lao động giảm xuống sẽ đảm bảo việc cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austin Goolsbee cho biết nền kinh tế Mỹ có vẻ đang quay trở lại mục tiêu lạm phát 2%. Hiện tại, sự chú ý của thị trường đang hướng đến chỉ số giá sản xuất hay gọi là PPI của Mỹ dự kiến công bố trong tối ngày hôm nay. Cụ thể, dự kiến công bố trong 19 giờ 30 phút tối nay theo giờ Việt Nam. Chỉ số này có thể là yếu tố then chốt để xác định giá vàng sẽ kết thúc tuần ở mức nào, trên hay là ở dưới mức 2.400 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Kể từ khi mà Ngân hàng Nhà nước định giá vàng miếng SJC bằng cách bán vàng ra can thiệp thị trường, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng trên thị trường thế giới được thu hẹp nhanh. Hiện tại, giá vàng miếng SJC trong nước chỉ còn cao hơn thế giới khoảng 3 triệu đồng trên một lượng, thay vì mức 4 triệu đồng trên một lượng như hôm trước. Còn mặt hàng vàng nhẫn trong nước hiện tại đang cao hơn vàng thế giới hơn 4 triệu đồng trên một lượng. Trước diễn biến giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước xảy ra chuyện lạ như hiện tại, có nghĩa là vàng miếng SJC đang thấp hơn giá vàng nhẫn, nhiều người tiêu dùng đặt ra câu hỏi nên hay không quy đổi vàng nhẫn sang vàng miếng SJC. Cụ thể, theo bà Phạm Thị Hoa ở Đông Đa, Hà Nội cho biết, lâu nay bà có thói quen tích lũy vàng nhẫn, cứ khi nào tiền nhàn rỗi tôi lại mua 1 đến 2 chỉ vàng nhẫn, lý do là vàng miếng SJC đắt quá, tôi không mua nổi. Hôm nay tự nhiên lại thấy giá vàng nhẫn còn đắt hơn cả vàng miếng, tôi đang tính có nên chuyển đổi từ vàng nhẫn sang vàng miếng hay không, theo bà Hoa chia sẻ. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, không dễ để mua được vàng miếng tại công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn và 4 nhà băng Big 4 khi mà cổng đăng ký bán vàng trực tuyến thường hết lượt ngay từ đầu giờ sáng. Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Thúy Anh, việc giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC là chuyện ngàn năm có một. Nguyên nhân là bởi giá vàng miếng SJC đang được Ngân hàng Nhà nước định giá sau một thời gian tăng giá đến chóng mặt. Còn mặt hàng vàng nhẫn thì vẫn đang thả nổi theo thị trường thế giới. Cũng theo chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước can thiệp vào thị trường vàng đang là biện pháp bình ổn tạm thời với thị trường vàng chứ chưa phải là biện pháp mang tính dài lâu, vì vậy mà hiện tượng vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC trong nước chưa thể đưa ra những phán đoán gì trong tương lai về thị trường vàng trong nước được. Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, nhìn chung thì cả hai mặt hàng vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều duy trì trong xuống tăng. Tuy nhiên, với mặt hàng vàng miếng SJC chỉ điều chỉnh tăng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra không có thay đổi. Như quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vẫn đang đứng ở mức 75,48 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,98 triệu đồng trên lượng. Mức giá này thì áp dụng cho cả ba hệ thống Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, tăng 500.000 đồng trên một lượng mua vào, chiều bán ra không có thay đổi nào. Mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty này thì đang được mua vào mức 75,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,65 triệu đồng trên lượng, tăng
500.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 400.000 đồng trên một lượng bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại khép lại phiên này ở mức 25.204 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.454 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.655 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.735 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 55 đồng trên một đô la Mỹ mua vào và chiều bán. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000, tăng 500.000 đồng trên một lượng mua vào, chiều bán ra không có thay đổi, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ra hiện tại đang ở mức 1.500.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000, tăng 50.000 ở chiều mua chiều bán ra không có thay đổi. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000, tăng 50.000 chiều mua chiều bán ra không có thay đổi. Phú Quý SJC mua vào 7.580.000, bán ra 7.698.000, tăng 30.000 chiều mua chiều bán ra không có thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. My Hồng SJC mua vào 7.620.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000, tăng 50.000 chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại thì cũng không có nhiều thay đổi so với phiên chiều. Và hiện tại vẫn tăng 500.000 đồng trên một lượng mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra vẫn đang ở mức 1.500.000 đồng trên một lượng và hiện tại đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000. STC Huế, Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại duy trì đà tăng mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7.515.000, bán ra 7.665.000. Nhận bục số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7.515.000, bán ra 7.675.000. Vàng 4 số 9, mua vào 7.505.000, bán ra 7.605.000. Vàng 24K mua vào 7.329.700.000, bán ra 7.529.700.000. Vàng 18K mua vào 5.469.300.000, bán ra 5.719.300.000. Vàng 14K mua vào 4.199.200.000, bán ra 4.449.200.000. Vàng 10K mua vào 2.936.600.000, bán ra 3.186.600.000. Nhẫn tròn bố số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào 7.590.000, bán ra 7.715.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.